Kinh văn thuyết thị ngữ dĩ hộ trung vô lượng bách thiên kim cang nhất thời Phật tiền hợp trường đảnh lễ nhi bạch Phật ngôn như Phật sở thuyết ngã đương thành tâm bảo hộ như thị tu bổ đề giả. Việt dịch: Phật dạy lời ấy xong, vô lượng trăm ngàn kim cang trong hội đồng thời đứng trước Phật chắp tay đảnh lễ mà thưa với Phật rằng: như lời Phật dạy, chúng con phải thành tâm bảo hộ những người tu đạo bổ đề như vậy. Giảng giải: Phật Thích Ca Mâu Ni dạy lời ấy xong, vô lượng trăm ngàn kim cang trong hội đồng thời đứng trước Phật chắp tay đảnh lễ mà thưa với Phật rằng: như lời Phật dạy, chúng con phải thành tâm bảo hộ những người tu đạo bồ đề như vậy. Chúng con sẽ bảo hộ tất cả những người thành tâm tu theo pháp môn này để đạt được đạo bồ đề. Kinh văn: nhĩ thời Phạm Vương, Tịnh Thiên Đế Thích, Tứ Thiên Đại Vương, Diệp Ư Phật Tiền đồng thời đảnh lễ nhi bạch Phật ngôn. Thẩm hữu như thị tu học thiện nhân, ngã đường tận tâm trí thành bảo hộ, linh kỳ nhất sanh sở tác như nguyện. Việt dịch: lúc bấy giờ Phạm Vương và Thiên Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương cùng ở trước Phật đồng thời đảnh lễ và thừa với Phật. Xét có người lành tu học như vậy, chúng con phải hết lòng trí thành bảo hộ, khiến cho trong một đời tu hành được như nguyện. Giảng giải: lúc bấy giờ Phạm Vương, chủ tà của Đại Phạm Thiên và Thiên Đế Thích, vua trời, Tứ Đại Thiên Vương cùng ở trước Phật, tất cả cùng đứng lên đồng thời đảnh lễ trước Phật và thưa với Phật. Xét có người lành tu học như vậy, chúng con phải hết lòng trí thành bảo hộ, khiến cho trong một đời tu hành được như nguyện. Nếu như thực sự có người tu hành theo lời Phật dạy, tất cả chúng con sẽ thành tâm giữ gìn và bảo hộ họ đạt được ý nguyện. Kinh văn: phục hữu vô lượng, dược xoa đại tướng, trừ la sát vương, phú đàn na vương, cưu bàn trà vương, tỷ xá giả vương, tần na dạ ca, trừ đại quỷ vương, cập trừ quỷ xuất, diệt ư phật tiền, hợp trưởng đảnh lễ, ngã diệt thệ nguyện, hộ trì thị nhân, linh bồ đề tâm, tốc đắc viên mãn. Việt dịch: lại có vô lượng đại tướng dược xoa, các vua la sát, vua phú đàn na, vua cưu bàn trà, vua tỷ xá giả, tần na dạ ca, các đại quỷ vương và các quỷ soái cũng ở trước Phật chắp tay đảnh lễ mà thưa với Phật rằng: chúng tôi cũng thể nguyện hộ trì cho người đó, khiến cho tâm bồ đề mau được viên mãn. Giảng giải: lại có vô lượng đại tướng dược xoa, quỷ tật tốc, các vua la sát, loại quỷ ăn thịt người, vua phú đàn na, quỷ xú ác hay gây bệnh sốt, vua cưu bàn trà, quỷ có hình dạng trái bí đao gây rũ liệt con người, vua tỷ xá già, đây cũng là loại quỷ rất đáng sợ, tần na dạ ca, thường gây ra các chướng ngại. Các đại quỷ vương và các quỷ soái cũng ở trước Phật chắp tay đảnh lễ và thưa với Phật rằng: chúng tôi cũng thể nguyện hộ trì cho người đó, khiến cho tâm bồ đề mau được viên mãn. Kinh văn: phục hữu vô lượng, nhật nguyệt thiên tử, phong sư vũ sư, vân sư lôi sư, tinh điện bá đẳng, nên tuế tuần quan, trừ tình quyến thuộc, diệt ư hội chung, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn, ngã diệt bảo hộ, thị tu hành nhân, an lập đạo tràng, đắc vô sở úy. Việt dịch: lại có vô lượng nhật nguyệt thiên tử, phong sư vũ sư, vân sư lôi sư, cùng với điện bá và các niên tuế tuần quan, trừ tình quyến thuộc, cũng ở trong hội đảnh lễ chân Phật mà thưa với Phật. Chúng con bảo hộ người tu hành ấy, an lập đạo tràng, được không lo sợ. Giảng giải: lại có vô lượng nhật nguyệt thiên tử, phong sư vũ sư, vân sư lôi sư, cùng với điện bá và các niên tuế tuần quan. Hầu hết mọi người đều không nhận ra rằng, vào mỗi năm đều có tuần quan đi lại giám sát việc thiện ác trong nhân gian, trừ tình quyến thuộc cũng ở trong hội. Mỗi vì sao đều có quyến thuộc riêng, cùng đảnh lễ chân Phật mà thưa với Phật. Chúng con bảo hộ người tu hành ấy an lập đạo tràng được không lo sợ. Chúng con cùng nguyện cho người tu hành bảo hộ người lập đạo tràng, họ sẽ có được sức mạnh, không còn lo sợ. Kinh văn: phục hữu vô lượng, sơn thần hải thần, nhất thiết thổ địa, thủy lục không hành, vạn vật tinh kỳ, tịnh phong thần vương, vô sắc giới thiên, hư như lai tiền, đồng thời khẻ thủ nhi bạch Phật ngôn, ngã diệt bảo hộ, thị tu hành nhân, đắc thành bồ đề, vĩnh vô mà sự. Việt dịch: lại có vô lượng sơn thần hải thần, tất cả thủy lục không hành, tinh kỳ muôn vật,
với Phong Thần Vương cùng chư thiên vô sắc giới và trước Như Lai đồng thời đảnh lễ thưa với Phật. Chúng con cũng bảo hộ người tu hành ấy được thành quả Bồ Đề hẳn không mà sự giảng giải, lại có vô lượng sơn thần hải thần, tất cả thủy lục không hành, tinh kỳ muôn vật với Phong Thần Vương cùng chư thiên vô sắc giới và trước Như Lai đồng thời đảnh lễ thưa với Phật. Tất cả cùng hành lễ trước Phật, chúng con cũng bảo hộ người tu hành ấy được thành quả Bồ Đề hẳn không mà sự. Chúng con sẽ bảo vệ những người tu ấy tiến thẳng đến quả Bồ Đề và không bao giờ gặp phải ma sự. Kinh văn: Nhĩ thời bát vạn tứ thiên na do tha hằng hà sa câu chi kim cang tặng vương Bồ Tát. Tại đại hội chung tức tùng tạ khởi đảnh lễ Phật túc nhi bạch Phật ngôn: Thế Tôn, như ngã đẳng bối sở tu công nghiệp kiểu thành Bồ Đề, bất thủ niết bàn, thường tùy thường trú, cứu hộ mạt thế, tu tam ma đề, tránh tu hành giả. Việt dịch: Khi ấy 84.000 na do tha hằng hà sa câu chi kim cang tạng vương Bồ Tát ở trọng hội lên từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật mà thưa với Phật: Thế Tôn, như bọn chúng tôi công nghiệp tu hành đã thành tựu Bồ Đề lâu rồi nhưng không nhận niết bàn, thường theo chúng này cứu giúp những người chân chính tu hành pháp tam ma đề trong thời mạt pháp. Giảng giải: Khi ấy 84.000 na do tha, số lượng nhiều bằng mấy trăm triệu hằng hà sa câu chi kim cang tạng vương Bồ Tát ở trong hội lên từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật mà thưa với Phật: Thế Tôn, như bọn chúng tôi công nghiệp tu hành đã thành tựu Bồ Đề lâu rồi nhưng không nhận niết bàn, thường theo chú này công đức tu hành của chúng con từ lâu đã chứng đạt Bồ Đề, vậy tại sao chúng con không vào niết bàn? Đấy là vì chúng con tuân theo giúp những người trì chú này, chúng con quyết định cứu giúp những người chân chính tu hành pháp tam ma đề trong thời mạt pháp. Đấy là những người chân chính thực hiện thiền định đều sẽ được chúng con bảo vệ cứu giúp. Kinh văn: Thế Tôn, như thị tu tâm cầu tránh định nhân, nhược tại đạo tràng cập dư kinh hành, nãi trí tán tâm du hí tụ lạc, ngã đẳng đồ chúng thường đường tùy tùng thị vệ thử nhân. Việt dịch: Bạch Thế Tôn, người tu tâm vào tránh định như thế, dù tại đạo tràng hay lúc kinh hành, cho đến khi tán tâm đi chơi trong làng xóm, đồ chúng con thường phải đi theo hộ vệ người ấy. Giảng giải: Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát tiếp tục thừa với Phật: Bạch Thế Tôn, người tu tâm vào chánh định như thế, người muốn đạt được định lực dù tại đạo tràng hay lúc kinh hành, ngồi thiền là công phu thiền định, lúc kinh hành thì hoặc niệm Phật hoặc trì chú, đấy là công phu trì tụng tam muội. Cho đến khi tán tâm đi chơi trong làng xóm, Đức Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát còn bảo vệ cả những người tu không hành thiền, không vào đạo tràng, không kinh hành trì chú. Dù vậy khi đi chơi chỗ này chỗ nọ, quý vị đều có thể trì chú này. Như vậy đồ chúng con thường phải đi theo hộ vệ người ấy. Nếu một người khéo trì tụng chú Lăng Nghiêm, tất sẽ có 84.000 Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát cùng các chúng đi theo bảo vệ. Cho dù người đó đi đến đâu, giống như một đoàn quân đi theo tướng lĩnh của họ vậy. Kinh văn: Túng Linh Ma Vương Đại Tự Tại Thiên cầu kỳ phương tiện trung bất khả đắc, chư tiểu quỷ thần khứ thử thiện nhân thập do tuần ngoại, chư bỉ phát tâm lạc tu thiền giả. Việt dịch: Cho dù Ma Vương Đại Tự Tại Thiên muốn có được phương tiện khuấy phá cũng không thể được, các quỷ thần nhỏ phải cách xa người lành ấy 10 do tuần trừ phi họ phát tâm ưa thích tu thiền. Giảng giải: Cho dù Ma Vương Đại Tự Tại Thiên muốn có được phương tiện khuấy phá cũng không thể được, bọn họ tìm đủ mọi cách để khuấy phá nhiễu loạn người tu nhưng thảy đều không được, ngay cả các quỷ thần nhỏ phải cách xa người lành ấy 10 do tuần, các quỷ vương và cả Đại Tự Tại Thiên chẳng khuấy phá gì được người lành ấy thì quỷ nhỏ cũng phải tránh xa ngoài 275 dặm, trừ phi họ phát tâm ưa thích tu thiền. Ngoại trừ các loài quỷ ưa thích nghe kinh nghe pháp và tu thiền định, bọn chúng có thể đến đạo tràng để nghe kinh, còn không thì phải tránh ra ngoài 275 dặm. Kinh văn: Thế Tôn, như thị ác ma nhược ma quyến thuộc dục lai xâm nhiễu thị thiện nhân giả, ngã dĩ bảo sử vẫn toái kỳ thủ do như ghi trần, hằng linh thử nhân sở tác như nguyện. Việt dịch: Bạch Thế Tôn, những ác ma như thế hay quyến thuộc của ma muốn đến xâm lấn quấy phá người lành ấy, chúng con dùng bảo trì đạp nát cái đầu như bụi nhỏ, thường khiến cho người tu hành được như nguyện. Giảng giải: Quý vị sẽ nói sao giáo pháp Kim Cang dữ dội như thế,
các vị ấy bảo sẽ đập đầu bọn quỷ nát như trò bụi, quý vị có thể hình dung sức mạnh ấy thế nào rồi. Thực ra Thiện Càng Tạng Bồ Tát không nhất thiết phải dùng chùy báu như thế, chính sức mạnh thiền định của Bồ Tát cũng đủ để trấn áp tất cả rồi. Vì vậy các vị ấy thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, những ác ma như thế hay quyến thuộc của ma muốn đến xâm lấn quấy phá người lành ấy, chúng con dùng bảo chùy đạp nát cái đầu như bụi nhỏ, thường khiến cho người tu hành được như nguyện. Ngày nay trong các nơi đồ hội thì xảy ra những thiên tai nhân họa giết người phóng hỏa, đều có các quỷ vương vô hình ra sức thao túng. Người tu học Phật có năng lực thiền định khi đạt được ngũ nhãn sẽ nhìn thấy các ác ma quấy phá ấy. Vấn đề là người học Phật phải cần thời gian lâu dài, 3 năm, 5 năm, 10 năm hoặc 20 năm mới có được phải thuận lợi. Sau khi ấy thủ pháp bọn quỷ cao xa khó lường và chúng học cũng rất nhanh. Bọn chúng có năng lực rất đáng sợ, thường đi xuyên suốt thế gian, quấy phá khắp nơi. Tuy nhiên nếu quý vị tụng chú Lăng Nghiêm, bọn ác ma ấy sẽ lánh xa. Nếu không có ai trì tụng Lăng Nghiêm, chắc chắn bọn chúng sẽ tha hồ tàn phá thế gian này. Ha ha ha, 问三摩地娑。